Thưa quý vị, dù tai nạn giao thông liên tục giảm trong các năm vừa qua ở nước ta, tuy nhiên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn rất lớn, thiệt hại về người và tài sản ở mức cao. Trong đó, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em còn mức cao so với bình quân của thế giới và khu vực, và trung bình là gần 2.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trong một năm, trong đó có 90% là tai nạn giao thông trẻ em liên quan đến học sinh cấp 3. Đặc biệt, 65% trẻ em không được đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trên màn hình của quý vị cũng có thể thấy, hình ảnh các em trong độ tuổi học sinh điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra. Câu chuyện đơn giản chỉ là đội mũ bảo hiểm, nhưng lại có một kịch lý là người lớn khỏe mạnh hơn, chủ động hơn thì thường đội mũ bảo hiểm đầy đủ khi tham gia giao thông, trong khi trẻ em đối tượng bị động hơn, có nguy cơ chịu rủi ro sinh mạng và sức khỏe lớn hơn lại không được đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khảo sát, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em từ 6 đến 15 tuổi đã tăng từ 35% năm 2017 lên đến 70% vào cuối năm 2019. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông cùng các nhà trường đã có tổ chức công tác tuyên truyền thường xuyên sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh. Cái chương trình này đã thực hiện được nhiều năm và riêng ở trường tiểu học Chi Lan chúng tôi cũng đã thực hiện hai lần. Tỉnh cũng mong muốn rằng cái chương trình này tiếp tục thực hiện và nhân rộng ra nhiều hơn nữa về cái chương trình tặng mũ nón, như là tặng mũ bảo hiểm cho các em sinh không chỉ khối 1, khối 2 không, mà các em sinh là cấp tiểu học từ 3, 4, 5 luôn, để giúp cho các em có thêm một cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc khi mà tham gia an toàn giao thông. Theo kết quả khảo sát, hiện vẫn còn 20 trên 63 tỉnh có tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm đạt dưới 66%. Cá biệt tại 3 tỉnh, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm chỉ đạt dưới 50%. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều bậc cha mẹ chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi chở các cháu đi mô tô, xe máy. Thực hiện cái chương trình số 11 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo, thì chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động kết hợp với lại các cái phòng giáo dục đào tạo, sở dục đào tạo và cũng như là các đơn vị trường học trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Qua đó thì nhằm trực tiếp xuống các trường học để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các phụ huynh cũng như là trẻ em chúng ta thực hiện cái việc mà đội bảo hiểm đúng quy định. Đồng thời thì cũng hướng dẫn cho các em làm sao để đội bảo hiểm đúng cách và tham gia một cách an toàn thông qua cái hoạt động tuyên truyền trực tiếp vào các cái buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thì đã giúp cho các em nhận thức được cái vấn đề về đội bảo hiểm nó an toàn như thế nào, cách thức đội bảo hiểm tham gia giao thông như ra sao. Và trong việc mà chính bản thân các em đó cũng sẽ tự động ghi nhớ và tự giác đội bảo hiểm. Và nếu như cha mẹ có quên thì các em sẽ nhắc nhở cha mẹ cũng như là tự giác đội bảo hiểm khi bước lên xe tham gia giao thông với cha mẹ trên đường. Dù rằng chưa có quy định xử phạt việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi nên nhiều phụ huynh bỏ ngỏ việc này. Nhưng theo khảo sát tại 10 tỉnh thành phố cho thấy, chỉ có 44% trẻ dưới 6 tuổi được đội mũ bảo hiểm, có địa phương chỉ đạt 28%, trong khi đây là đối tượng dễ bị tổn thương. Bộ Y tế người ta cũng thống kê một năm với gần khoảng 2.000 trẻ em bị tổn thương hoặc là những cái tai nạn do về giao thông. Và trong cái số đó là khoảng 20-25% là trẻ em bị tử vong là do bị chấn thương sọ não. Thành ra là cái việc mà chấn thương sọ não đối với trẻ em đó là một cái con số đáng báo động để mà chúng ta phải quan tâm hết những vấn đề đó. Khi xảy ra tai nạn, trẻ em đang ngồi trên xe máy sẽ bị rơi xuống đường với khoảng cách gần 1,5 mét và vận tốc rơi là 19 km/h. Với vận tốc này, sự va đập xuống mặt đường sẽ rất mạnh và có thể gây tử vong ngay lập tức hoặc ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến não của trẻ nếu không đội mũ bảo hiểm. Đối với mũ bảo hiểm cho bé thì chúng ta nên chọn những cái mũ mà có độ che phủ rộng để mà bảo vệ nhiều bộ phận trên đầu của bé, càng nhiều càng tốt. Ví dụ như nón 3/4, nón full face, chúng ta phải gọi là lựa những cái nón mà nó có kính chắn gió để bảo vệ cái khu vực phía trước luôn. Thì ngoài ra chúng ta phải xem xét kỹ cái mũ bảo hiểm này nó đạt cái tiêu chuẩn an toàn gì, thì ít nhất nó cũng phải đạt được cái tiêu chuẩn QCVN của Việt Nam. Nếu chúng ta cẩn thận hơn thì có thể là tìm những cái nón đạt cái tiêu chuẩn của châu Âu, ví dụ như ECE 2205 chẳng hạn, thì cái độ bảo vệ cao, cái khả năng hấp thu lực và đập cao, nó sẽ bảo vệ cho bé tốt hơn.
Mũ bảo hiểm chuẩn của trẻ em là loại khá phổ biến trên thế giới. Nhiều nước có tỷ lệ sử dụng xe máy rất cao cũng ban hành quy định khi chở trẻ em dưới 4 tuổi, bắt buộc phải có đai cố định với người lái và phải sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em. Và em cảm thấy là cái chuyện mà con của em mà dưới 6 tuổi đó nó bảo hiểm là cực kỳ quan trọng. Tại vì mình ở Việt Nam mình thì đi xe máy nó gần như là một cái phương tiện chủ yếu á. Thì mình ra đường thì mình rất là hay đi chợ, đi siêu thị, đi chở con đi học, rồi đi chơi cũng là đi xe máy á. Thì cái tần suất mà đi ngoài đường nhiều quá thì việc mà con mình nó có một cái nón để nó bảo vệ thì mình cảm thấy nó yên tâm hơn khi mình chở con ngoài đường. Thưa quý vị, theo nghiên cứu là việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi làm giảm nguy cơ chấn thương đầu và chấn thương sọ não gần tới 70% và giảm nguy cơ chấn thương sọ não nghiêm trọng tới 80% nếu không may xảy ra tai nạn giao thông. Kết quả này đúng cho mọi độ tuổi, kể cả trẻ em ngồi cùng bố mẹ phía trước và cả ôm trong lòng giữa bố và mẹ. Câu chuyện giao thông kỳ này, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông điệp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia với thông điệp là đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh đừng chủ quan, hãy luôn đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.